Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fancy Desk. Và ở cái video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục nói về style ở trong React Native. Thì style là gì? Và có bao nhiêu cách để mà mình làm cái style đó cho cái React Native? Thì đầu tiên mình hiểu là style nó là một cái object. Nó giúp cho mình có thể là thay đổi cái những cái hiển thị cái cách layout của các cái component ở trong cái React Native của mình. Thì nó cái các style nó có những cái property để nó giúp để nó hỗ trợ cho mình trong những cái việc đó. Thì ở đây ví dụ như ở đây cái project mình có một cái view, bên trong cái view này có cái test hello world ha. Thì khi mà mình chạy lên trên máy ảo bạn thấy không, nó hơi nhỏ à, thì cái chữ hello world nó đang nằm tuốt 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 trên này nè Ok. đó. Thì bây giờ đầu tiên là mình muốn cho nó thụt xuống phía dưới một xíu chứ để trên này không ai thấy hết đúng không. Thì đầu tiên là mình sẽ khai báo một cái style, đây là mình sẽ demo trước rồi sau đó mình sẽ cụ thể giải thích cho các bạn là sẽ có những cái style gì ở trong từng các component và mình sẽ làm thế nào để biết là cái component đó nó hỗ trợ cho mình những cái style như thế nào á. Thì đó mình sẽ nói sau. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho nó margin top đúng không, margin top thì cho nó 50 để cho nó tụt xuống dưới rồi. Thì bật lại thì các bạn thấy là cái chữ hello world nó đã nằm ở dưới này rồi đúng không, nhưng mà thấy chữ hello world nó nhỏ quá thì mình muốn cho nó to lên đúng không? Thì nó sẽ là font size. Đây ví dụ như mình sẽ cho nó là 30. Đấy, thì bây giờ cái chữ hello world nó đã lớn ra rồi. Đúng chưa? Vậy thì mình làm sao mình biết được cái component test này nó hỗ trợ cho mình những cái style như thế nào. Đó, và mình làm sao mà mình để nhớ cho hết. Thì cách nào để mà mình nhớ là mình làm gì thì mình nhớ thôi, Nani? còn để mà tìm kiếm thì các bạn vào cái trang React Native Dev nè, các bạn vào component đúng không, rồi ví dụ như mình đang làm việc với thằng test đấy thì nhìn bên phía tay tay phải bạn sẽ thấy là nó có những cái property đúng không, thì nó sẽ có một cái property gọi là style đó, đây chính là cái property style của cái component test này. Thì khi mà bạn bấm vào cái property đó nó sẽ có hai cái property, đó là text style property và view style property. Cái view này á là những cái property style chung cho những cái view ở trong React Native luôn, thì nó sẽ bao gồm là border, right color, rồi visible, rồi border color, rồi border style, rồi nói chung là nhiều thứ trong này ha. Đó thì nó thuộc về cái những cái property của cái view và city rồi ví dụ vậy. Còn khi mà mình chọn là text style property thì đây nó sẽ liệt kê ra những cái property của cái text nha. Thì nó sẽ có như text shadow nè, color, font size, font style, font weight, line, text align, text shadow gì đó rất là nhiều ha. Đó. Đó. Đó thì nó sẽ có rất là nhiều thứ ha. Thì bên cạnh đó thì nó sẽ còn có một cái số cái giống như là margin đồ này kia thì cái view nào nó cũng có thể apply, giống như đây là margin top, margin bottom, hoặc là nếu bạn để margin thì nó chỉ là margin ví dụ như đây mình không sử dụng margin top mà mình margin, nghĩa là margin cả 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 bốn hướng luôn đó. Đó trên dưới trái phải gì đó đều đều margin đó. Đó thì đây là
một cái cách để mà mình gọi là custom lại cái giao diện ở trong cái component của mình chỉnh sửa lại cái thuộc tính style á của cái component của mình. Thì trong cái style này thì mình sẽ có hai cái cách để mà mình khai báo một cái style. Một là mình khai báo như vậy, nghĩa là trong cái view này, trong cái tag view này, trong cái tag của cái component này, mình khai báo cái group, sau đó mình định nghĩa một cái object style ngay ngay chỗ này luôn. Đó, thì cái cách này người ta gọi là inline style, nghĩa là inline á, nghĩa là trong cùng một dòng luôn. Đó, thì đây là gọi là inline style. Còn một cách nữa, thì cách này người ta gọi người ta sẽ sử dụng một cái gọi là style sheet. Style sheet lên 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 giọng, nhưng phải là style ha. Lên giọng chứ không phải xuống giọng nha. Style sheet thì cái style sheet này á, là mình sẽ định nghĩa sẵn những cái style và mình đưa vào trong cái property style này của mình thôi. À, ví dụ như ở đây mình định nghĩa, mình sử dụng style sheet đúng không? Thì mình định nghĩa là một cái object rồi bằng style sheet.ray ha. Thì mình phải import cái style sheet này từ trong cái React Native thì mới hiểu được, thì mình mới sử dụng được. Thì ở đây mình sẽ định nghĩa ra ví dụ như là cái container. Container chính là cái style cho cái view ngoài của mình đây nè. Mình zoom to lên xíu nữa. Đây. Container là mình ví dụ mình nói thằng này sẽ có style là container đúng không? Container thì nó có margin là 50. Rồi. Ok. Nó có background color. Background color là luôn đi chẳng hạn vậy. À, ví dụ red đi, không màu đỏ thì cho nó máu, hôm nay thị trường Bitcoin nó đỏ chét rồi, lấy màu đỏ cho nó máu đấy. Rồi bây giờ thì mình khi mà mình khai báo style là mình sẽ định nghĩa lại là style bằng style có s nè và chấm container. Rồi bây giờ mình bật cái emulator của mình lên mình sẽ thấy đó, đây là cái container của mình ha. Bên trong đó có nó có một cái test hello world, và cái test hello world này nó phong size là 30. Rồi bây giờ ví dụ như mình tiếp tục mình muốn tạo thêm một cái style nữa cho cái test của mình đúng không, thì mình sẽ khai báo đây đó là 30 nè. Rồi color nè, ví dụ như đây là green đúng không, màu. Thì tương tự mình sẽ khai báo là style s đúng không? Chấm test đấy là nó ra luôn đúng chưa? Khi bạn muốn thay đổi thì bạn thay đổi giá trị dưới này đó. Thì cái cách này thì nó sẽ hơn cái cách inline như thế nào đúng không? Ví dụ như các bạn sử dụng inline thì các bạn khai báo trực tiếp trên đây luôn thì nó rất là đơn giản đúng không, trực tiếp đơn giản. Nhưng mà ví dụ khi mà trong một cái project thực tế, những cái component của bạn nó có những cái style rất là dài, rất là phức tạp, ví dụ như là font size, font weight, font color, rồi margin top, margin bottom, ví dụ như padding này, ở đây tôi thêm padding là 10, margin là 6 không, rồi color là white đi chẳng hạn vậy đấy. Thì càng lúc cái này nó càng dài 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 ra và nên làm cho cái code của mình nó rất là khó đọc ha, rất là khó xem khó đọc, và cái tính tái sử dụng nó cũng không có. Ví dụ như nếu mà black nữa xuống đây đó, bạn muốn thêm một cái tag nữa đi đó, và
tác này của bạn là đó, người tên là Vân Sì Đẹp thôi đó, không có gì hết đúng không đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ trong trường hợp tôi muốn là hai thằng này nó đều có chung một cách hiển thị, chung một cái style, thì tôi phải copy lại đúng không? Đấy, đấy, tôi copy là nó thì nó cũng ra, đúng không? Nhưng mà chả lẽ mình không có cách nào mình tái sử dụng sao? Đúng không? Thì bây giờ thay vì như vậy mình sẽ sử dụng cái này, đó, mình xuống đây. Đấy, tôi nói là bây giờ tôi định nghĩa một cái style như thế này. Đó, giờ tôi xuống dòng cho nó đẹp luôn nè. Tôi định nghĩa trước. Đó. Style như thế này, và khi mà tôi sử dụng thì tôi chỉ đơn giản là tôi gọi tên nó ra và tôi sử dụng thôi. Đó, đơn giản. Thì cái tính tái sử dụng nó rất là nhiều đúng không? Mình không phải đi ngồi mình gõ lại. Đấy, nó cũng y chang như vậy. Đó. Thì đó là hai cái cách mà để mà mình có thể là chỉnh sửa cái style của một cái component. Một là inline, hai là mình sử dụng style sheet. Thì ví dụ như trong trường hợp bạn sử dụng style sheet này và bạn muốn override lại một cái property nào đó thì mình làm như thế nào? Ví dụ như tôi muốn cái chữ phân gì đẹp này nó to hơn, nó cũng y chang cái style Hello World nhưng mà cái font size nó to hơn rồi, thì tôi sẽ làm như thế này, tôi bỏ nó vào trong cái array đó. Style thay vì là một cái object style đúng không, bây giờ là một cái array, và cái kế bên array tôi thêm cái object nữa, object này nó có font size là 35 hoặc 40 luôn đi, nhìn cho nó rõ nét. Đấy, đấy các bạn thấy không, thì lúc này cái font size nó được override lại là thành 40. Đó, thì đây là cách mà ví dụ như mình muốn thay đổi một cái property nào đó của một cái style sheet thì mình sử dụng một cái array và các hàng sau nó sẽ đè vào hơn hàng trước, nó override là hàng trước ha. Đó, vậy thì cái video về style thì mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Các bạn có thể tự mở project lên rồi theo như cách mình đã trình bày. Đó, các bạn vào trong cái những cái component này, những cái doc của mình của nó, bạn có thể mày mò rồi tìm thêm những cái style, những cái layout đó, dọc dọc kia đó, thì mình làm nhiều thì mình sẽ quen thôi, nó không có gì là khó hết ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.